Thông qua các trang mạng xã hội, nhóm 9 bị can tiến hành thu thập thông tin của người khác và đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online, rồi giao bán cho người khác để kiếm tiền chênh lệch. Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 9 người về các tội danh đánh bạc, thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận các tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua công tác nghiệp vụ, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Trọng Huy, sinh năm 2001, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng có hành vi bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy ở phường Dĩnh vọng hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, lực lượng công an thu giữ 49 điện thoại di động các loại, 17 giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 32 tài khoản ngân hàng, trong đó có 8 tài khoản ngân hàng mang thông tin người khác, 112 thẻ sim các nhà mạng 64 vỏ thẻ SIM, 4 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tăng vật khác. Qua điều tra, xác minh, cơ quan xác định Nguyễn Trọng Huy cùng nhiều đối tượng thông qua các trang mạng xã hội thu thập thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng online rồi bán lại các tài khoản này cho người khác để kiếm tiền tranh lệch. Qua vụ việc này, cơ quan điều tra đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh, căn cước công dân, số điện thoại, thông tin số tài khoản ngân hàng, thẻ tiến dụng, tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ mail cho bất kỳ ai với bất kỳ hình thức nào. Khi người dân phát hiện có sai sót hoặc bất thường trong thông tin tài khoản ngân hàng của mình thì đề nghị nhanh chóng đến thông báo cho cơ quan công an địa phương nơi gần nhất để có biện pháp đấu tranh can thiệp kịp thời.